Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Asanay Academy. Và ngày hôm nay Henry sẽ tiếp tục các bạn nội dung phần trước, đó chính là cách làm sao đánh giá một tựa game file. Trong video lần này chúng ta sẽ xoáy sâu vào những chủ đề như Team Dev là nhà phát hành game, Backer là đội ngũ hỗ trợ các quỹ đầu tư, Community cầm chơi game, và cuối cùng là Blockchain. Sau yếu tố đầu tiên mà Henry đã nhắc đến các bạn trong video lần trước, đó chính là về gameplay, thì yếu tố thứ hai mà các bạn cần phải lưu ý đó chính là về team dev, hay còn gọi là nhà phát hành game, nhà phát triển game. Thì các bạn xem team dev là xem cái gì? Đầu tiên là phải xem profile của họ, ví dụ xem nhân tướng học nè, thần số học nè, có họ cung nào, họ có hợp mệnh với mình không, họ có hợp mạng, hợp tuổi không, để trước khi mà mình đầu tư, hợp tuổi thì đầu tư mới có lời, đúng không anh em? Henry đùa nhá. Ok, cái mà các bạn cần check đầu tiên của họ đó là về profile. Profile các bạn hãy check là những trang uy tín, ví dụ như là LinkedIn nè, GitHub nè, Twitter nè, đó là những cái kênh mà các bạn hãy check profile của họ. Các bạn check xem là những vị trí của họ là đã từng làm những vị trí nào, ở đâu. Bởi vì trong một dự án GameFi á thì sẽ có 3 team được xem là quan trọng nhất. Team đầu tiên là team phát triển game, team thứ hai là team marketing, và team thứ ba là team phát triển blockchain. Nó khác với các game bình thường khác là nó còn có team đồng hồ phát triển blockchain nữa nha các bạn. Và khi các bạn xem profile của họ, các bạn sẽ thấy được rất là nhiều thông tin. Thì những thông tin mà các bạn cần lưu ý, những cái câu hỏi mà các bạn cần đặt ra trong đầu khi mà các bạn check profile của họ sẽ là những câu hỏi như sau. Ví dụ như là họ đã từng học, họ đã từng có kinh nghiệm ở trong những lĩnh vực nào, họ các công ty, các tập đoàn nào họ đã từng làm việc, và cái vị trí gần nhất trước khi họ chuyển sang làm cho dự án GameFi thì họ đang làm vị trí nào. Và cuối cùng là check xem liệu rằng họ có đang làm cùng lúc nhiều dự án, nhiều công ty hay không. Bởi vì như các bạn biết đó, là thường á, ai cũng là giỏi giang, ai cũng tài năng cả, ai cũng có khả năng làm nhiều công ty, nhiều job. Tuy nhiên, về việc start up của một dự án GameFi thì nó rất là khó khăn, khi mà đây là một trong những thị trường rất là mới. Chính vì vậy cho nên những người dev, những người trong team core, những người nào mà họ tập trung 100% công việc và sức lực của họ vào trong dự án đó, thì mình nghĩ rằng đó là một dự án khá là nhiệt huyết đó các bạn ạ. Vậy còn đối với những dự án mà các bạn không thể biết được mặt thật của team dev là như thế nào, thì làm sao để các bạn có thể check được độ uy tín, độ legit của dự án đây? Thì thật ra trong thế giới của blockchain á, việc mà mọi người ẩn danh hoặc là mọi người sử dụng avatar là những nhân vật hoạt hình hay là NFT của chính dự án luôn, thì chuyện đó cũng không có gì là quá xa lạ cả. Và đây cũng không hẳn là tất cả những người nào sử dụng không show mặt thật hay là sử dụng NFT làm avatar thì đều là scam, đều không có uy tín. Chuyện đó không phải các bạn ha. Nhưng mà thì làm sao để check? Thì các bạn có thể check được cái sự tâm huyết, cái sự nhiệt huyết của team dev dành cho dự án thông qua những cái kênh truyền thông của họ, ví dụ như là Telegram, Discord. Các bạn đã thông qua những cái câu hỏi như sau mà các bạn có thể biết được rằng họ có ổn hay không. Ví dụ như là các bạn xem là team dev có thường xuyên tương tác với lại member, với lại thành viên ở trên đó hay không. Họ có thực hiện được những gì mà họ nói ở trên roadmap, ở trong white paper hay không, hay là họ chỉ nói mỏm thôi. Đấy, rồi các bạn xem rằng là họ có quan tâm đến cộng đồng hay không, họ có tiếp thu và lắng nghe những ý kiến từ cộng đồng hay không. Và đặc biệt nữa nhé, không phải cứ team dev nào là cứ phải nghe hết tất cả ý kiến cộng đồng đâu. Bởi vì trong cộng đồng 9 người là 10 ý, thì một team dev khôn ngoan là họ phải biết lắng nghe và chọn lọc những ý kiến nào mà tốt với họ thì họ mới làm, chứ không phải là cái gì cũng nghe, cái gì cũng đưa ra bàn và vote nhé, không phải như vậy. Tiếp theo đó là xem những cái con đường phát triển của họ, những kế hoạch sắp tới của họ nó có khả thi hay không, tầm nhìn nó có dài hạn hay không, hay tất cả chỉ là ăn sổi ngắn hạn, rất pull rồi sau đó mọi thứ sẽ nhanh đến và nhanh đi. Rồi ngoài ra thì các bạn còn phải xem những yếu tố là team dev họ có nhanh chóng khắc phục được những cái lỗi, những cái bug trong game không. Bởi vì như các bạn biết thì đây là dự án GameFi, đúng không ạ? Dự án GameFi thì khi mà ra game ra những tính năng mới thì nó sẽ rất dễ hay gặp lỗi trong quá trình test. Mặc dù sau quá trình test rồi thì khi mà chơi game một thời gian nó vẫn sẽ có lỗi, cho nên là họ có tiếp nhận được những lỗi đó nhanh hay không và xử lý những lỗi đó tốt hay không. Đấy, rồi tiếp theo nữa là các bạn có thể sẽ hỏi lại được những người OB hay là những người đã theo dự án từ ngay những ngày đầu tiên, những người support ngay từ những ngày đầu, xem là cảm nhận của họ về team dev như thế nào. Các bạn nên nhớ đây là cảm nhận, cho nên là nó hoàn toàn mang tính chất định tính, nó không có một cái gì định lượng cụ thể cả, cho nên mỗi cảm nhận của mỗi người lại khác nhau. Cho nên Henry có một lời khuyên cho các bạn thôi, là khi mà đánh giá về các dev, các nhà phát hành game, ngoài những cái thông tin rõ ràng các bạn có thể xem ra, thì những thông tin khác thì các bạn cần phải giữ cho một cái đầu lạnh để đưa ra những quyết định thật chính xác, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nói về những nhà đầu tư, những người hỗ trợ cho dự án Backer. Thì trong GameFi, mà thật sự thì không phải trong GameFi không, mà các dự án hay các công ty đều cần cho mình những người backer, những người hỗ trợ, hay còn gọi là những người đỡ đầu chất lượng. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì chỉ với tài năng và đam mê của đội ngũ phát triển thôi là không bao giờ đủ, mà họ còn cần phải có những kinh nghiệm,
tiềm lực tài chính cũng như là mối quan hệ rộng lớn của những backer, của những nhà đầu tư, của những venture thì mới có thể hỗ trợ cho họ trong con đường phát triển lâu dài và bền vững trong tương lai được. Như các bạn có thể thấy thì các dự án đa phần khi giai đoạn đầu sẽ rất là bùng nổ, ý tưởng game rất là hay. Tuy nhiên khi mà họ phát triển rộng lớn hơn thì khi đó vì thiếu những cái kỹ năng cũng như là kiến thức trên thương trường mà họ phát triển cái tokenomics, cái nền kinh tế của game nó không được tốt. Thì khi mà có các chuyên gia hỗ trợ cho họ như vậy thì họ có thể hoàn toàn tập trung vào cái việc phát triển game làm sao cho hay nhất cho người chơi. Còn cái chuyện phát triển nền kinh tế đã có sự hỗ trợ và tư vấn đến từ các quỹ lớn, các chuyên gia rồi. Dạ, và một số cái tên sau đây Henry sẽ gửi đến cho các bạn. Thì những cái tên này khi mà các bạn thấy họ đứng đằng sau, họ là backer, họ là nhà đầu tư thiên thần cho những dự án, thì độ uy tín cũng như là độ an tâm của các bạn dành cho dự án đó sẽ tăng lên khá là nhiều đấy. Paradigm. Năm 2021 vừa rồi, danh mục đầu tư của Paradigm chủ yếu thuộc mảng NFT, Metaverse và Gaming. Điều này cho thấy tầm nhìn của họ về thị trường này sẽ còn tiếp tục phát triển rất mạnh mẽ. Tiếp theo, A16Z. Từ đầu năm 2021 tới thời điểm hiện tại, A16Z đã dành khá nhiều sự quan tâm với các dự án trong mảng NFT, Gaming và Metaverse. 5 trên 9 dự án của họ đầu tư trong tháng 11/2021 đều thuộc mảng này, với những dự án có số tiền raise lớn và 4 trong số đó trong mảng cơ sở hạ tầng, data và giải pháp layer 2 cho Ethereum. Animoca Brand. Dựa vào danh mục đầu tư, có thể nói Animoca Brand ở năm 2021 và tương lai gần cũng không có mục tiêu nào khác ngoài NFT và các ứng dụng NFT nói chung. Các dự án nổi bật có thể kể đến như là The Sandbox, Axie Infinity, Sky Mavic, Yugui Game và gần đây nhất thì Animoca đã trở thành backer của Arsenal của tụi mình luôn đó. Coinbase Venture. Trong năm 2021, Coinbase đã đầu tư khoảng 135 dự án. Đây là một con số tương đối cao so với các VC khác. Và có thể thấy rằng portfolio của Coinbase đang đa dạng với nhiều mảng khác nhau, trong đó NFT, Metaverse chiếm khoảng 9%. Hash. Sở thích đầu tư chủ yếu vào các dự án DeFi, Web3, Metaverse, Gaming và NFT. Với việc thông báo phát triển quỹ dành riêng cho các dự án thuộc mảng Metaverse và Blockchain Gaming, có thể thấy đây là trọng tâm đầu tư của Hash trong thời gian sắp tới. Và ngoài ra còn một vài VC khác có thể kể đến như là Binance, Alameda Research, Pantera, Big Rock Venture, Mechasm Capital, Dragonfly. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nói về cộng đồng người chơi, community. Đây là yếu tố gần như là quan trọng nhất của bất kỳ một dự án GameFi nào, bởi vì cộng đồng người chơi chính là khách hàng của dự án. Họ là những người chi trả tiền nè, trải nghiệm sản phẩm nè, đánh giá và review sản phẩm. Không chỉ như vậy, thậm chí họ còn là nguồn feedback, họ còn là nguồn cung cấp những cái góc nhìn trái chiều, có tiêu cực, có tích cực, có ủng hộ, có không ủng hộ. Đây là những cái luồng thông tin rất là quý giá đối với những người chơi sau. Và các bạn có thể tưởng tượng là cái việc mà các bạn tham gia một cái dự án GameFi á, các bạn giống như đi mua đồ vậy. Các bạn đã biết các bạn cần cái gì để mua nè, các bạn biết sẽ mua cái món này của ai, thì trước khi các bạn mua các bạn hay đọc review đồ cái kiểu đúng không, để xem là người chơi trước, người mua trước họ đã cảm nhận như thế nào, họ đã có thích cái gì và không thích cái gì. Đấy, thì những người chơi, cộng đồng người chơi là những nguồn thông tin rất là quý giá, rất là quan trọng. Vậy thì đối với một dự án GameFi, điều mà các bạn cần làm đó là các bạn phải check xem liệu rằng cộng đồng người chơi dự án đó nó có thật sự là một cộng đồng chất lượng hay không. Thì giống như ở trong tập 3, Henry đã nói với các bạn có thể tìm kiếm những cộng đồng người chơi của họ qua các kênh như là Twitter, Discord, Telegram. Đầu tiên Henry đi vào Twitter trước nhé. Các bạn hãy nên theo dõi, nên follow những cái tài khoản OB, những người chơi nào mà theo game từ ngay những ngày đầu tiên, ngay từ những ngày mà chưa có bản beta alpha gì cả, họ đã theo sát game rồi, thì các bạn có thể biết được những cái suy nghĩ của họ bằng qua những cái status, và họ sẽ là những người post status trong mọi giai đoạn của game luôn. Các bạn có thể cảm nhận được những suy nghĩ của họ như thế nào, những đánh giá của họ làm sao. Và mình khuyên rằng là với cái kinh nghiệm cá nhân của mình thì các bạn nên theo dõi những cái tài khoản nào mà có khen, có chê. Đừng theo dõi những tài khoản nào mà khen hết hay là chê hết nha các bạn. Dạ, có khen có chê, và những cái ý kiến, những quan điểm của họ đưa ra là mang tính chất xây dựng và đóng góp. Thậm chí họ không chỉ nêu ra vấn đề mà họ còn cung cấp nhiều phương án, nhiều giải pháp cho vấn đề đó giúp cho nhà phát hành nữa, thì đó là những cái tài khoản Twitter, những người chơi rất là tuyệt vời. Dạ, và nên né những cái tài khoản mà suốt ngày chỉ fur, suốt ngày chỉ làm với mục đích là để xả vào những người chơi sau. Ok chưa? Tiếp theo là ở Telegram và Discord, thì các bạn có thể xem cái hoạt động của các cộng đồng người chơi đó ở trên những cái kênh này nó sẽ như thế nào. Và có một điều mà Henry các bạn cần phải nhớ rất kỹ trong đầu nha, là chất lượng hơn số lượng. Nhớ nha, chất lượng hơn số lượng, cái gì quan trọng phải nhắc lại nhiều lần. Bởi vì sao? Bởi vì các kênh như là Telegram, Discord mà có số lượng lớn vẫn hoàn toàn có thể là những tài khoản do bot cài vào, không phải là người chơi thật. Dạ,
và các bạn cần phải xem là các hoạt động trong cái Discord đó diễn ra như thế nào nữa. Bởi vì một cộng đồng mà Discord hoạt động chất lượng, một cộng đồng người chơi chất lượng, nó sẽ không chỉ là những vấn đề về game mà họ còn có rất là nhiều những cái hoạt động xung quanh. Ví dụ như là họ có những cuộc thi về sáng tạo, về vẽ tranh, về tạo nội dung nè. Rồi họ có những cái hoạt động ví dụ như là livestream hàng ngày nè, những cái tour giải đấu mini do chính bản thân họ tự tổ chức, không cần đến nhà phát hành luôn. Yeah. Và những cái hành động offline gặp gỡ bên ngoài, giống như là offline của A8 chẳng hạn. Đấy, đó là về các hoạt động. Rồi tiếp xem đó là những cái chủ đề mà cái cộng đồng chất lượng họ hay bàn thảo, bàn luận với nhau là gì. Là họ bàn làm sao là cho cái dự án nó tốt hơn, những cái tính năng nào thêm vào dự án thì nó sẽ ok hơn. Và họ sẽ theo dõi sát sao roadmap đã tiến hành tới đâu, nhà phát hành như thế nào, nhắc nhở deadline dành cho nhà phát hành luôn. Đấy, nó phải là như thế. Và đặc biệt khi mà game bước vào những giai đoạn then chốt, mình ví dụ như là khi thị trường bắt đầu đi xuống, bear market, downtrend, hay là game có những quyết định rất là quan trọng, những quyết định thuộc dạng giống như là sẽ có những người vì quyết định này mà vui, nhưng cũng sẽ có những người vì quyết định này sẽ rất là buồn, thì lúc đó liệu rằng cộng đồng họ ủng hộ những ý kiến nào, ủng hộ những quyết định nào, liệu rằng họ có chấp nhận hy sinh những cái lợi trước mắt ngắn hạn để đổi lấy một cái lợi nhuận, một cái lợi ích dành cho tất cả mọi người, dành cho cộng đồng trong tương lai dài hạn hay không. Thì đó, khi mà các bạn xem qua những cái thái độ, những cái phản ứng của họ khi mà Dev đưa ra những cái quyết định khó khăn đó cho mọi người thảo luận, thì các bạn cũng có thể biết được rằng là cộng đồng này nó đang suy nghĩ về game hay không, hay là chỉ biết kiếm tiền rồi ao nhanh mà thôi. Và yếu tố cuối cùng mà Henry muốn gửi đến các bạn trong video lần này đó chính là blockchain. Vì một tựa GameFi được xây dựng trên blockchain nào nó cũng có những ưu điểm và những nhược điểm khác nhau. Trên thị trường thì đang có một số blockchain đang rất là nổi tiếng, ví dụ như là Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon và Solana, vân vân. Thì ví dụ như các bạn chơi những tựa game được phát triển ở trên BSC hay là Polygon thì chi phí khi các bạn chơi game rất là rẻ, bởi vì những cái chuỗi khối này hỗ trợ rất là nhiều cho những dự án GameFi, những dự án NFT mới. Tuy nhiên, bị một điều đó là chính vì được hỗ trợ khá là nhiều cho nên là cũng có khá các dự án scam xuất hiện ở trên những chuỗi khối này. Còn đối với lại Ethereum, mặc dù chi phí khi mà giao dịch trong game nó rất là đắt đỏ, và tuy nhiên đa số các dự án phát triển trên chuỗi khối Ethereum thì đều được đầu tư rất là chỉnh chu, kỹ càng, và tỷ lệ những dự án scam ở trên Ethereum cũng khá là thấp. Đó là tất cả những nội dung của phần 2 nằm trong tập 4 cách đánh giá một tựa GameFi. Và đây chưa phải là phần kết của tập 4 đó các bạn ạ. Henry vẫn còn một phần 3 nữa, một phần rất là quan trọng của tập 4 luôn. Cho nên các bạn hãy chờ đợi video tiếp theo của Henry nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Và sau đây sẽ là câu hỏi đố vui mini game dành cho những bạn nào đã xem video của mình. Tiêu chí để đánh giá một dự án GameFi nào sau đây mà Henry chưa nhắc tới trong video? A. Cộng đồng. B. Đội ngũ phát triển game. C. Tokenomics. D. Backer. Các bạn hãy trả lời bằng cách comment ngay bên dưới video với cú pháp câu trả lời, xếp gạch, tên Discord của các bạn, xếp gạch, một con số may mắn từ 1 đến 99. Một phần quà trị giá 10 BUSD sẽ dành cho một bạn duy nhất có câu trả lời đúng và có con số may mắn gần với con số mà Arsenal đã được quay ra. Các câu trả lời sẽ được ghi nhận trong vòng 1 ngày kể từ khi video được lên sóng. Kết quả sẽ được công bố trong video tiếp theo của Arsenal. Các bạn hãy nhanh tay trả lời và đón chờ kết quả nhé.